chiều đánh hay sáng nay đi anh? Hết buổi sáng này. Sáng nay luôn. Hai đợt thôi. Con chắc là cầm ra, à, cầm ra. Mẹ con ấy nó huy chương vàng rồi ấy, nó chưa đánh được huy rồi. Thank you.
đánh chưa? Thank you.
Nhà nó sẽ không có.
sâu hít sâu. Đi ngồi lấy bằng cuối. Các đi đánh sân ba. Đánh sân ba cho nó. Lắt lưới lại đi nhé. Lắt lưới. Thank you.
Oh.
Hey!
thôi. Thank you.
hút.